8 món ăn kinh doanh vỉa hè độc lạ, kiếm tiền triệu mỗi ngày dễ dàng. Tài chính kinh doanh xin chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Nhiều người thường nghĩ khởi nghiệp kinh doanh phải là một điều gì đó lớn lao, những dự án vĩ mô hay thành lập công ty với số vốn hàng tỷ đồng. Nhưng không hẳn vậy, hiện nay có không ít mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, không cần đầu tư quá nhiều mà vẫn dễ dàng thu về lợi nhuận siêu khủng. Điển hình là hình thức kinh doanh vỉa hè, một vốn bốn lời đang siêu hot hit dạo gần đây. Nếu bạn đang có mong muốn khởi nghiệp với mô hình kinh doanh vỉa hè mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy cùng Tài chính Kinh doanh tham khảo top 8 món ăn kinh doanh vỉa hè kiếm tiền triệu mỗi ngày dưới đây nhé. 1. Mở sạp xiên que, ý tưởng bán hàng vỉa hè thú vị. Ẩm thực Việt Nam luôn được biết đến với sự đa dạng và phong phú, trong đó có những món ăn vặt thơm ngon, đậm vị, khó cưỡng. Xiên que nướng là một trong những món ăn vỉa hè được nhiều người ưa chuộng nhất, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Không chỉ có hương vị hấp dẫn, xiên que nướng còn có nhiều ưu điểm khác khiến nó trở thành xu hướng khởi nghiệp hot trend. Thứ nhất, vốn đầu tư ban đầu cho món ăn này tương đối thấp. Chỉ cần một chiếc xe đẩy nhỏ, một vài dụng cụ chế biến đơn giản và nguyên liệu dễ kiếm. Thứ hai, nhu cầu tiêu thụ xiên que nướng rất lớn, đặc biệt là trong các khu vực đông dân cư gần trường học, khu công nghiệp. Thứ ba, lợi nhuận từ món ăn này khá cao, có thể lên tới 50%. Hiện nay, xiên que nướng có rất nhiều loại, được biến hóa với nhiều phong cách chế biến khác nhau. Một số loại xiên que phổ biến và được khách hàng ưa chuộng nhất có thể kể đến như cá viên, bò viên, xúc xích, lạp xưởng, thịt viên, nem chua. Để kinh doanh xiên que nướng thành công, cần chú ý đến một số yếu tố sau. Lựa chọn địa điểm kinh doanh thuận lợi, gần các khu vực đông dân cư, gần trường học, khu công nghiệp. Chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng để lựa chọn các loại xiên que phù hợp. Với những ưu điểm và tiềm năng phát triển, xiên que nướng là một lựa chọn kinh doanh hấp dẫn cho những người trẻ muốn khởi nghiệp. Nếu bạn đang có ý định kinh doanh món ăn này, hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để thành công nhé! 2. Kinh doanh cà phê muối takeaway. Cà phê muối, xu hướng đồ uống mới và mô hình kinh doanh vỉa hè tiềm năng. Thị trường F&B Việt Nam năm 2023 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các xu hướng đồ uống mới như trà mãng cầu, trà măng cụt, trong đó cà phê muối là một trong những cái tên nổi bật nhất. Món đồ uống này không chỉ tạo nên cơn sốt trên thị trường mà còn trở thành trào lưu thưởng thức cà phê mới trên toàn quốc. Sự nổi tiếng của cà phê muối kéo theo sự phát triển của mô hình kinh doanh xe đẩy cà phê takeaway. Đây là một loại hình kinh doanh vỉa hè siêu lợi nhuận với chi phí đầu tư không quá cao và tốc độ thu hồi vốn nhanh chóng. Mỗi ly cà phê muối takeaway có giá dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng. Một mức giá khá rẻ và phù hợp với nhiều người. Do đó, trung bình một xe đẩy cà phê có thể bán được từ 100 đến 200 cốc một ngày. Tuy nhiên, để thành công trong mô hình kinh doanh này, bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau. Chất lượng đồ uống. Cà phê muối là một món đồ uống mới, do đó bạn cần chú trọng đến chất lượng của sản phẩm. Hãy nghiên cứu công thức chế biến và lựa chọn nguyên liệu phù hợp để tạo ra những ly cà phê muối thơm ngon, hấp dẫn. Vị trí dừng xe đẩy. Vị trí dừng xe đẩy là yếu tố quan trọng quyết định doanh số bán hàng của bạn. Hãy lựa chọn những vị trí đông người qua lại, gần trường học, khu văn phòng. 3. Mở quầy sắt bán bánh tráng trộn. Kinh doanh bánh tráng vỉa hè là mô hình vô cùng tiềm năng bởi đối tượng khách hàng không chỉ dừng lại ở trẻ em mà ngay cả người lớn, học sinh, sinh viên cũng đều yêu thích món ăn này. Đây cũng là loại thức ăn vặt đường phố nổi tiếng của Việt Nam được đông đảo bạn bè quốc tế ưa thích, đồng thời là thức quà chiều có thể thưởng thức mỗi ngày. Nếu bạn thắc mắc kinh doanh bánh tráng trộn có lời không thì câu trả lời là có, vì nguyên vật liệu để làm bánh tráng trộn rất rẻ và bạn có thể làm được rất nhiều bánh tráng trộn để kinh doanh. Kinh doanh bằng quầy sắt bán bánh tráng trộn thì chi phí cho một phần bánh tráng trộn là 10.000 đồng, bạn bán với giá 15.000 đồng sẽ thu lời 5.000 đồng. Cứ một ngày bạn bán trung bình khoảng 150 phần đến 200 phần bánh tráng trộn, bạn sẽ thu về từ 750.000 đến 1 triệu đồng một ngày tiền lời. Sau khoảng một tháng kinh doanh, trừ đi các chi phí, bạn sẽ nhanh chóng thu hồi lại được vốn ban đầu. Với những ưu điểm và tiềm năng phát triển, kinh doanh bánh tráng vỉa hè có thể mang lại lợi nhuận cao cho bạn nếu bạn biết cách kinh doanh và lựa chọn địa điểm phù hợp. 4. Trà chanh giã tay. Trà chanh giã tay vốn là đồ uống phổ biến ở Trung Quốc, sử dụng nguyên liệu nội địa, từng rất hot trên các mạng xã hội đất nước tỷ dân. Xuống phố đâu đâu cũng bắt gặp, du nhập về Hà Nội vào mùa hè năm nay. Nhưng gần đây, trà chanh giã tay đã trở thành trào lưu hot khắp thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Món đồ uống này sử dụng nguyên liệu chính là chanh Quảng Đông, còn được mệnh danh là chanh nước hoa nhờ mùi thơm rất đặc biệt.
Vậy nên, kinh doanh trà chanh giã tay là một mô hình kinh doanh đang được nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp bởi nó có thể mang lại tiềm năng phát triển lớn. Ưu điểm của kinh doanh trà chanh giã tay. Vốn đầu tư ban đầu thấp. Để kinh doanh trà chanh giã tay, bạn chỉ cần một chiếc xe đẩy nhỏ, một vài dụng cụ chế biến đơn giản và nguyên liệu dễ kiếm. Chi phí đầu tư ban đầu chỉ khoảng 5 đến 10 triệu đồng. Nhu cầu tiêu thụ lớn. Trà chanh là món đồ uống được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Do đó, nhu cầu tiêu thụ trà chanh rất lớn, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư, gần trường học, khu công nghiệp. Lợi nhuận cao. Giá bán trà chanh giã tay khá rẻ, dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một cốc. Do đó, nếu bạn bán được nhiều, lợi nhuận thu về sẽ rất cao. 5. Kinh doanh trà sữa nướng kiểu Vân Nam. Sau bánh đồng xu hay trà chanh giã tay, trà sữa đất nung tiếp tục tạo nên cơn sốt mới trong cộng đồng đam mê ăn uống. Cả hình thức lẫn hương vị của món trà sữa này đều khá đặc biệt. Xu hướng này được đánh giá là gây tò mò bởi sự kết hợp đặc biệt giữa trà được rang trong ấm đất nung, sữa tươi, đường phèn và các loại hoa quả khô, thảo mộc bắt mắt. Trà được rang trực tiếp trong ấm mang vị chát nhẹ, hòa quyện cùng mùi thơm khét của đường phèn và vị nồng béo của sữa tươi. Không phải trân châu đường đen giống như trà sữa thông thường. Sự hòa quyện của các loại hoa quả khô, thảo mộc đã tạo nên vị ngọt thanh, một hương vị vô cùng mới lạ và khác biệt cho trà sữa Vân Nam. Vậy nên, kinh doanh trà sữa đất nung có thể là một ý tưởng kinh doanh độc đáo và thu hút khách hàng, nhất là nếu bạn có khả năng tạo ra sản phẩm chất lượng và sáng tạo trong cách phục vụ. Vậy, bán trà sữa đất nung có lợi nhuận không? Chắc chắn là có, do được làm ngay tại chỗ nên thời gian chế biến khá lâu, mất khoảng 35 đến 40 phút cho một cốc trà sữa đất nung nóng hổi, với giá từ 28.000 đồng đến 38.000 đồng. Trung bình một ngày, nếu bạn có thể bán được hơn 100 cốc, ước tính thu về khoảng 3 triệu đồng. Đây có thể nói là một cơ hội kinh doanh vô cùng có tiềm năng cho những bạn không có mặt bằng kinh doanh rộng. 6. Bán hàng vỉa hè với ngô, khoai nướng. Ngô, khoai nướng là món ăn dân dã, quen thuộc với người dân Việt Nam. Khi trời lạnh, món ăn này càng trở nên hấp dẫn hơn bởi hương vị thơm ngào ngạt, vị ngọt bùi, bùi béo. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, những gánh hàng ngô khoai nướng vỉa hè xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ cần đi qua những con phố lớn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn, người đi đường đang ngồi nhâm nhi bên bếp than hồng. Kinh doanh ngô khoai nướng vỉa hè là một ý tưởng kinh doanh khá khả thi. Với số vốn ban đầu không quá lớn, bạn có thể dễ dàng khởi nghiệp với nghề này. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng, bạn cần chú ý đến chất lượng sản phẩm, cách nướng sao cho thơm ngon, biến tấu chúng thành nhiều món như ngô nướng muối ớt, khoai nướng phô mai với giá cả phải chăng. Ngoài ra, bạn có thể đa dạng thêm sạp hàng của mình với các loại đồ ăn vặt khác như hạt dẻ, bánh rán, bánh sắn, bánh chuối. Đây đều là những món ăn được ưa chuộng vào mùa đông cùng với ngô, khoai nướng. 7. Kinh doanh ốc vỉa hè. Mô hình quán ốc vỉa hè đang trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Mặc dù tiềm năng phát triển lớn, nhưng để thành công, quán cần đảm bảo nguồn ốc tươi ngon và áp dụng các công thức độc đáo. Việc mở rộng menu với những món ốc phổ biến như ốc móng tay xào bơ tỏi cũng giúp thu hút đa dạng khách hàng. Ngoài ra, nước chấm cũng quan trọng. Việc phát triển nước chấm độc đáo có thể tạo ra điểm nhấn và thu hút sự chú ý từ khách hàng. 8. Kinh doanh vỉa hè với các món chè. Mỗi khi nhắc đến đặc sản đường phố Việt Nam, không thể bỏ qua những món chè. Đó thực sự là biểu tượng của ẩm thực Việt. Dù là mùa đông hay mùa hạ, việc thưởng thức một bát chè phong phú, thơm ngon và mát lạnh vẫn là thói quen hàng ngày của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ hảo ngọt. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh vỉa hè với một quán chè, có thể bắt đầu với những món chè dễ làm như chè Thái, chè ngô, chè mít, chè khúc bạch. Những món chè này không chỉ dễ chế biến mà còn sử dụng nguyên liệu dễ tìm kiếm và chi phí hợp lý. Điều này giúp bạn không chỉ tạo ra sản phẩm ngon mắt mà còn thu được lợi nhuận đáng kể từ kinh doanh chè. Kinh doanh vỉa hè không ngừng đổi mới với những món ăn độc đáo mang lại lợi nhuận khổng lồ. Từ món truyền thống đến những sáng tạo mới, sự độc lạ không chỉ thu hút khách hàng mà còn mở ra cơ hội kiếm tiền mỗi ngày. Đừng ngần ngại thử nghiệm những ý tưởng mới. Bạn hãy thử mở cửa hàng với đam mê và sáng tạo, bạn có thể phát hiện ra bí quyết thành công của mình ngay tại vỉa hè đó. Đến đây thì video của Tài chính Kinh doanh cũng đã hết. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong hành trình khởi nghiệp. Nếu thích video này, xin hãy cho Tài chính Kinh doanh một like, share để chúng tôi có động lực ra thêm video mới. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!